quan hội chợ thương mại Kim Thành Việt Trung nhá. Cũng như như các hội chợ khác thôi, chưa có gì đặc sắc. Thế gì này? Tinh bột nghệ. Hạt dổi 250.000 một lạng. Đây này, chị gái này. Còn giới thiệu hộp này được. Đây hạt dổi. Ồ, hạt hạt dổi kiểu gì đấy? Đấy, công việc đối phẩm mới được chị ạ. 250.000 một lạng hạt dổi có vỏ không thôi. 50.000 một lạng. À, chị này, chị qua giới thiệu chút này, chị đặt giày em lấy đi miễn phí rồi, giới thiệu một tí thôi. Đấy là sao đấy, về nhà với chị này, đôi giày đôi dép mình đi chơi đi chọn này 2 phút là làm đẹp đôi giày mình rồi. Đấy, về nhà mình đánh màu nào cũng được, màu vỏ, màu đen, màu lông, màu vàng. Đấy, gì màu gì rồi, nó tiện lợi, nó sạch sẽ hay cái gì. Đấy, về nhà sáng ra các cháu đi học kiến thức này, nó đánh như đôi giày, nó tiện lợi cho mình. Đấy, nó về nhà mình tiện cho anh chị. Đấy, bình thường thì dùng nước hay dùng sập vòng, sập vòng hay vòng, một chóc này nó biết. Này nó có đỡ ngấm nước hơn không? À, cái này đấy là trơn nước luôn, không ngấm nước. Đấy, trơn nước đấy rồi. Đấy, bình thường thì đánh giày ngoài thị trường rồi mất 2 phút là tiếng đúng không? Đấy, món là đánh giày đánh chị đấy mất 1 ngày đầu rồi. Đấy, ngày hôm nay thì đánh giày nó cháy rồi mình thôi. Nó sẽ lắm. Về đấy. Đấy, vâng. Cái bông này giặt được không nhỉ? Dạ, giặt được hết chị ạ. Cái bông này mình đã bản nghe mình giặt được luôn. Hôm qua chị mua một hộp đấy. Nhưng mà không biết giặt được. Đấy, về nhà lấy thôi. Vâng. Ngoài chỉ sợ là hộp này tốt hơn hộp kia thôi. Hộp nào nó nhiều hơn chị. Đây, giặt lấy đem với. Thôi, rời da này nâu không sạch. Đấy, về nhà lấy ghép đồ ra nổ thất hộp tôi thì được. Thật 800 một đôi à, 500-800 bị tít thì tầm đấy thôi. Rồi đây là các gian hàng đồ chơi này, tranh này. Rồi đi lần lượt nào. Có nói chưa? Ồ, chỗ này có gì đông thế nhỉ? Tàu phớ. À, đồ ăn ở trong này này. Là đông. Con ăn kem không? Kem không quế không? Bao tiền một cái em? À chị? Em một cái. Gần hết rồi. Còn lâu kia bé sâu tận ra. Yeah. Bút cánh tay mà. Có chung ra không? Có. Cái bán được có mấy cái mà. Rất là đông luôn. Kẹo nạc, kẹo vừng này. Mày từ lên một tí tổng hợp này. Rất hấp dẫn.